là đất ở đây nó khô lắm mà tại bị mưa đó các bạn. Quá khó này mọi người. Máy bên đây cũng 5 chiếc anh em, thì không có máy lớn nhưng như bờ bên nãy mình quay thì máy là 70-88 rồi đó. Đó thì đang chỉ đang vô nè, như là 4 chiếc máy kéo. Rồi nghe anh em, thì ảnh qua trước nãy giờ nó dạt rồi đấy các bạn, thì mấy kia mà đi sao thì chạy vòng vòng mấy con kia ha. Rồi máy kéo qua cầu tiếp tục chiếc cuối cùng hình như này các bạn. Rồi này phe này 70 này cũng qua cầu luôn nghe anh em. Rồi đang quay đầu lại các bạn, hình như chạy lộn đường rồi. Quá nhiều máy anh em. Đi một chút xíu nữa là khó đi lắm nha các bạn, tại vì mỗi lần máy kéo rồi lại cũng mất quay đầu tùm la như thế này. Đang ve lại các bạn, chỗ đó nó quay đầu hơi khó quá kìa. Quá nhiều máy rồi, nó cũng chung làm cũng luôn số các bạn, vậy ve vậy tới kìa.
C93 hàm 100 bạn, xích 105 anh chính đang chuyển hướng đứng tốc độ rất là cao các anh em. Rồi, hàng đứng ngay đặt máy kéo đi đường này rất là nhiều máy luôn các bạn ơi. Vòng đây nè, rồi bắt đầu mình mới chạy xe vòng ở bên đây đó, quay mấy chiếc máy loạn loạn thằng hầu quá đó các bạn đó, nhắc hết trơn đó anh em. Thì giờ sáng cắt chạy bên đây rồi bắt đầu mình chạy xe vòng ở đó, có giờ mình lại tới đây lại cái này lại các bạn ơi. Kéo về bên kia, ở đây nói chung một phương là cũng rất là nhiều cò chứ không phải một chủ nha anh em.